Quà quà gì đấy? Bí mật thế. Quà đẹp thế. Hôm nay là sinh nhật của hai bạn này. Xin chào. Đúng rồi. Bạn có gì đâu? Có gì đâu? Ơi đúng không nhá? Ôi đây em ơi. Vậy nè, sinh nhật của bạn Sanusi và bạn Cosi của chúng ta đã được bày ra gần đầy đủ rồi đấy các em ạ. Ôi các em ơi, nhìn này, đây là một đĩa hoa quả, à quên, một đĩa bim bim sản phẩm em nhá. Còn có rất là nhiều các loại bim bim, ở giữa là bim bim sô-cô-la đấy các em ạ. Còn ở bên cạnh kia đây, đây này, đây là bim bim ngô nhá. À, bim bim cua đúng rồi, bim bim cua đúng rồi, quên là tạm quên nhá. Còn đây là bim bim ngô này. Đấy. Còn đây là bim bim gì đấy nhỉ? À, bim bim gì đây em không biết nữa. Các bạn biết bim bim gì không? Còn đây nhá, đây là bim bim cũng rất là mới. Thôi, nào các bạn ăn đi. À, con bé nến, à đây rồi. Wow, bà cô Si kìa. Một mình ăn hai cái kẹo luôn. Ok kìa, con bỏ các cái kẹo kia vào. Bà Sai Đi Si ơi. Bà Sai Đi Si ơi. Ô, Sai Đi Si ơi, con bỏ tất cả các cái kẹo chưa ăn chung vào đây. Đấy, hai em ơi, sinh nhật của bạn là Sanusi và bạn Cosi của chúng ta còn có rất là nhiều nhiều kẹo chupa chup đấy nhá. Đây này, kẹo chupa chup bên này đây, bỏ vào đây nào. Nữa, bỏ vào đây. Ồ, chưa tổ chức sinh nhật và các bạn đã ăn gần hết bánh rồi. Ngon quá, ngon quá. Thôi cứ ăn đi không sao đâu, kẹo nước chỉ cần thắp nến lên và hát là được rồi. À, đây là cái bánh sinh nhật mẹ của bạn Sanusi nào cho bạn Sanusi đấy. Đây, bạn Sanusi đấy, con giới thiệu đi. Đây, trên đây. Ồ, mừng hai con yêu này. Đấy. 2 tuổi và 4 tuổi à? Ồ. À. Bạn con Si ơi. Bạn có thích không? Sinh nhật thích không? Hả? Thích không? Thích không? Ồ, bạn đây. Nha, giới thiệu với các bạn nha. Kia là bạn Bảo kìa. Bạn Bảo là bạn của bạn Thân Chi kìa. Tiếp theo là bạn Bí nha. Tiếp theo bạn Phương Hà kìa. Kia là chị Bồ Si kìa. Và kia là Thanh à. Anh. Còn đây nhá, đây là một đĩa. Đây em ôm đây là. Ồ, một đĩa ổi mà mẹ của bạn Sanusi bổ rất là khéo nhá. Đấy, thành đĩa hoa luôn. Còn đây là chuối này. Ồ, đây là bánh này. Còn đây rất là nhiều loại bánh khác nhau luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thắp nến nha. Chuẩn bị chúng ta hát Happy Birthday to you nha. Wow. Đấy, anh Thành anh nghe đếm của tiếng Anh ấy. Ôi, đây đâu một cái nữa rồi. Đấy, bạn sẽ được xin được nhận quà nha. Quà đấy. Ô, này có quà nữa tặng này. Dạ, con tặng quà kìa. Kìa, con xin gặp quà kìa anh nhận kìa. Thổi nến nhá. Ô, thổi mạnh nào. Yeah.
có chân đi bạn thân không có chân đi. Ô anh bảo cái anh bảo thân thân đây nói ô vào vào đây đây này cái này à kéo này anh đi làm cái rồi đấy cắt thoải chưa rồi đấy mẹ của bạn sang xì bắt tay bạn sang xì bạn cắt nhá rồi đấy bạn nói tên là bạn nào bạn bờ xì đấy sao cắt ra nhiều miếng thế ở đây có bao nhiêu bạn nhỏ tất cả nhỉ các em ơi chị của bạn à thế à thôi để cho bạn Bonusi cắt một cái rồi các em ơi bạn Bonusi của chúng ta ra giúp nào cắt bánh xong chưa cắt bánh xong chưa bây giờ chia bánh cho các bạn đi cái gì bố bạn nào ăn cái này không kẹo này kẹo này kẹo em kẹo sô cô la trong ấy thôi để dẹo cái này cho các bạn để mang về nhé và phần quà nhé quà đã bóc đồ chơi rồi à đây là đồ chơi gì đấy? Rồi, những chú chó cứu hộ à? À, những chú chó cứu hộ à? Rồi, thế mở đi cho nào. À, đây chú lấy. Chú lấy. Trời, cho ấy vào chiếc. Đây, ở trong này có biên chưa? Có biên chưa? Có biên chưa? Có biên chưa? Nắp đi, nắp thử đi, chạy thử đi cho nào. Ôi, bạn còn bị con gì nữa đây đây? À, đây là con chó thật đấy các em ơi. À, đúng là con chó thật đấy. Thôi nào cho chạy đi. Các bạn được cho chạy thử xem nào. Ồ. Anh Bí Nam à? Anh Bí Việt Nam không đây? Con trai. Con đáp rồi để anh Thành Nam cho. Ô gáy rồi không cho khỏi chơi nữa thôi bây giờ chạy đi chọn mở đi cho chạy đi xin đọc pin pin rồi gì em chưa được qua. Khoan bị mất rồi. Cái này cho thấp xuống, cái này thấp xuống đây. Rồi, chui qua rồi đấy. Rồi, ô con bị mất rồi. Ủa, thế rồi. Ô kia. Rồi, rồi là chạy rồi từ đây. Đấy nó chạy sang rồi đây, để vào đây là chạy này. Đấy, thế là chạy rồi nhá. Đấy, ô lại thấp. Lại vào đây. Đấy. Chỗ này thấp xuống rồi. Để cho được đấy. Rồi, đừng kệ nó tự chạy. Con này nó sẽ đẩy con này lên nhá. Để nó tự chạy. Đấy. Đấy nó chạy sang đây chạy con kia nó chạy lại đấy. Đấy, con tự chạy xuống rồi. Ba con chó đuổi nhau kìa. Đấy. À, cái này nó cấu tạo hay thế đấy. Ôi cái nó. Đây phải cái nó này. Ôi cho chó vào đi, cho chó vào chạy đi.
đấy. Các bạn ơi, nhìn thấy con chó chưa chạy kìa đấy. Đông chưa? Các bạn nào xem đông chưa? Ồ, rất là nhiều người xem. Ơ đứng. Ơ con đừng to tay vào nhà để đưa. Ơ con chó con nó chửi kia đi kìa. Ơ đấy.